Trời nó lạnh chinh chinh ơi. Rồi nó lạnh là em tắm có sữa ấm đó không? Còn lao nữa. À. Có cái thằng nhỏ ba rồi dẻo người ta bỏ giặt lại đó. Là muốn lao nó. Phải kéo gió ra chứ. Không nó có độ giãn chứ không được. Được không? Được. Nó có độ giãn rồi vẫn được chú. Rồi Trinh lấy hai bao này đúng không? Dạ. Nó có phải đội như vậy là sau này mình sẽ giàu không? Tiền giàu à, đội giống vậy, đội cái đội đó lên đầu vậy. Trên. Trời, con nghe nè. Trên làm cái gì vậy? Trời, con tắm con mèo. Sao em không chấm tắm buổi trưa mà giờ tiêu em tắm. Con mới sinh đó. Con này con mới sinh đó. Ủa là mới sinh con nữa hả Trên Trên? Con thấy bà ngoại bà nuôi nhiều quá, bà cờ con nuôi phụ bà ngoại tắm rửa sạch sẽ. Nó không có ăn cũng được nhưng mà nó sạch mà. Trên Trên nuôi mấy con mèo rồi? Con này con hai rồi. Con thứ hai hả? Trời, giờ tắm lạnh mèo tắm vậy hả Trên? Này con này là con đực hay con cái? Con gái. Con gái. Con gái hả? Chú con tắm nó xong chú chở đi mua đồ nha. Em làm gì vậy Trinh? Gì chú? Em làm gì lỗ tai nó vậy? Vô nước vô lỗ tai nó. Con mấy giờ à? Trời ơi, giờ nó điếc rồi sao tên? Trời nó lạnh nó cuốn lên, nó cuốn hai chân lên rồi Trinh Trinh. Chiều rồi tắm nhỏ nó lạnh sao ơi Trinh? Con mèo nó nhà cái lông vũ nó mà em tắm ướt rồi chiều nó lạnh nó rung là con này với con kia là anh em á hả? Con mèo với mèo đều là một con mèo đó mà. Ý là cùng một mẹ đúng không? Rồi trong con mấy con gì vậy Trinh? Mấy con đó con gì vậy? Bà ngoại bà để chung với con chó nè. Con chó nó có ve. À con đó gọi là con ve hả? Dạ con chó nó có ve chứ. Rồi Trinh Trinh sạch sẽ quá ha. Rồi bao lâu rồi Trinh mới chấm tắm mấy con này một lần? Cử, trời Trinh á nước với miếng xà bông rồi con tắm đó. Là ngày nào Trinh cũng tắm nó hết rồi Trinh tắm Trinh rồi tắm nó luôn tắm nó xong rồi nó lạnh Trinh Trinh ơi rồi nó lạnh là em tắm có sữa ấm nó không con lao nó à con có cái thằng nhỏ ba rồi dẻo người ta bỏ giặt lại đó là muốn lao nó. Ừ. Chinh Chinh chiều rồi Chinh Chinh ăn gì chưa? Con mới ăn miếng cháo. Cháo hả? Sao nay ăn cháo rồi vậy? Con thấy nó hơi mệt mệt buổi trưa, con nhức đầu con ăn miếng cháo. Để em nằm ngủ ở đây nữa mà sáng qua anh thấy tối sáng anh thấy em nằm đây nè, nằm hơi đất lên chịu sao nổi. Mai là con lót giấy rồi đó. Trời ơi tấm giấy như vậy chịu sao nổi Chinh ơi. Ừ. Cho tối Chinh không dâng cái võng đi. À, Chinh dâng anh chỉ Chinh nè, Chinh dâng từ cái cây này nè qua cái cây bên kia cái võng gì bữa mua mỗi mét dây 5 mét nữa hả? Tối nay nằm võng đừng coi nằm đất nữa. Ừ. Chú Bình hả? Chú có bỏ rồi chú Bình đóng cây con ở được chú Bình chú nó bỏ đó rồi Trinh muốn đóng cái chốt là sao nói anh nghe kìa cái chốt đó hả? Đóng lại hoàn toàn đi có gì con bỏ đồ đạc vô trời mưa chui vô đó con ở trời nắng con ngồi đây chơi công kế công viên mà à. Cái chốt nó bỏ đó chú nhưng mà mình hỏi mấy chú Mỹ Anh này tại vì chú Mỹ Anh là bảo vệ ở cái chốt đó à mình hả? Uống cà phê của chú là mình hỏi chú một tiếng vậy. Thì em qua em hỏi chú đi bữa nào chú cho thì mình đóng cái xin cái chốt. Để mai chiều uống cà phê của chú gặp chú con hỏi. Đúng rồi, Trinh hỏi đi rồi anh hỗ trợ Trinh đóng cái chốt cho. Đóng cái chốt là đừng gắn kiến chú đâu đóng bằng thay với sắt gì đó. Bữa là cái chốt của chú là trên phía trên là kiến. Đừng đóng kiến chú người ta chọi kia, chọi đá chú là cái rầm ngã chân của mình chú. À. Rồi cái chốt của người ta bỏ rồi. Là vậy Trinh biết cái chốt của ông chú quán cà phê đúng không? À, của chú Mỹ Anh nè. Có chắc chắn không đó? Có. Rồi chắc chắn thì à. em hỏi chú không, đi. Con hỏi chú hỏi giùm con nữa. Em biết ổng thì em hỏi đi anh có biết ổng là ai đâu. Nhưng mà chú nói giùm con chú nói có con khổ quá tư rồi. Thì em nói đi nói chú ơi giờ con khổ quá trời mưa nắng sắp tới rồi giờ con xin cái chốt này để con đóng con kiếm mấy miếng sắt đóng anh sẽ bắt cái tôn cho em. Bắt nhôm á, nhôm có cửa kiến cho cửa kéo cho em luôn. Bắt nhôm đúng rồi chú, bắt nhôm á chú. Nói con xin có anh kia anh hỗ trợ con bắt cái mấy cái cửa nhôm để con chui vô cho có chỗ ở á. Trời Trinh ơi em tắm ngay chỗ mà mấy ông nhậu lẳng đẳng hả Trinh? Anh đi ngang thấy vách trống trên cái chị lé bà còn chui qua được kìa. Bà chui từ bên đó qua luôn, bà đi đâu đó vậy? Bà đi vô trường học đó. Sao bà chui vô trường học được vậy? Bà ốm nhôm mà bà chui qua khẹt lọt cái khe đó luôn. Trời ơi em tắm như vậy anh chạy vào đường những người chạy vào đường thấy em tắm hết á Trinh. Như chú cái đường chống tơn kìa
cái hàng nào Trà Bá em tắm cái đó sao được? Không có tắm rồi, nó có. Bây giờ kiếm nhà trọ ở đi. Hả? Gì chú? Kiếm nhà trọ ở đi. Kiếm nhà trọ xin chú đi chú. Rồi mấy bữa nay bạn trai đâu có dắt đi khách sạn hả? Dạ không. Sao vậy? Tại vì bạn trai con mới ghé năm bữa, cách đây 2 hôm mà. Rồi có cho tiền bạc gì không? Cho đường sĩ đó. À, ăn sĩ hả? Rồi đâu có dắt đi khách sạn đâu, cho vậy thôi, cho em ăn thôi đúng không? Ừ. Có mà. Có luôn hả? Sao đi khách sạn mà cho có 100 vậy? Bạn con có tiền chú ơi. À. Bạn con còn có gia đình nữa. Nuôi mấy nuôi mấy người vợ nữa hả hay sao? Phải, nuôi bà mẹ mới bị bệnh. À. Nuôi bác gái bị bệnh rồi. Sao em không về sống với bạn trai em đi? Nhà chặt lắm, con rình này không về. À vậy hả? Sao kỳ vậy? Sao Trinh về giờ Trinh dọn dẹp đây, thấy Trinh sạch sẽ nè. Rồi, em tắm lại nước nữa hả Trinh hả? Tắm bằng xà bông đàng hoàng luôn nè. Rồi con mèo tối nay nó lạnh, hôm nay tắm lâu chưa, mới lần đầu tiên mới tay tắm. Sói nước con mèo rồi. Hết nước sao Trinh? Đây có hình như trên đây anh thấy cái con gì còn bu rồi trên đó, đó con này nữa không? Phải không? Nhốt chung với con chó nó. À, bây giờ Trinh mới bắt về hả? Trinh mới bắt về Trinh tắm hả? Dạ, con mới đem về đó. Còn... anh thấy Trinh sạch sẽ không? Hôm bữa có cái cô đẩy xe chó qua quá trời mèo, xe Trinh ông xin con đi. Mới xin đó. Mình xin cô đó đó hả? Cô đó chỉ có cô đó mới có chứ có con nào có đâu. Rồi Trinh ra xin xuân xin cô, Trinh nói sao cô cho vậy? Vậy con đi con nuôi tắm phụ cho. Dù nó ăn không nhiều nó cũng sạch nha chú. À. Lấy cơm của nó lây nè, người ta hay bỏ nè. Là cái cô lên. Hả mà anh quay nguyên cái bầy mèo đúng không? Bầy chó mèo đúng không? Dạ. Trời ơi Trinh hay quá ta. Rồi cô cho Trinh về không không luôn hả? Có Trinh có bán Trinh giờ không hay dạ, cho thẳng? Cho đó, cô nói không nuôi tôi lại cho cô. À. Bán gì làm từ thiện nuôi dập ăn thì ít mà. Dạ, rồi. Ăn nhiều được. Rồi Trinh có biết cô trước đó không? Hôm bữa là anh quay rồi Trinh mới biết. Cô buổi chiều đi ăn đây nè, cô lụm với trái mà. À. Thấy Trinh sạch sẽ quá ha. Rồi chung con mèo mà ve quá trời. Ê đang tắm con mèo sao cắn vậy? Chú mở bằng vậy. Trời ơi Trinh ơi. Nó sạch rồi. Nãy rồi. Tắm mèo xong ha, giờ anh tắm anh lấy nó bảo hiểm chở Trinh đi mua bộ đồ nha. Gì chú? Tắm mèo xong đi rồi đợi anh về thì anh tắm rửa sẽ lấy nó bảo hiểm chở em đi mua 2 bộ đồ. Để tối thì sao mãi chú? Tối là sao? Chở một chút, chú chờ con chút đi 2 phút mà con chà con mỏi. Thôi em tắm con mèo đi, anh về anh tắm rửa nữa. Rồi anh đi qua tối đây. Tối rồi sao mà cô đó còn mặn nữa. Còn mà. Hết rồi, chiều này qua mai còn nè chú. Thì anh qua liền mà, nửa tiếng xe anh qua. Gì? Nửa tiếng xe anh qua. Nửa tiếng xe qua hả? Ừ, chứ tắm mèo cho đấy đi rồi anh chở đi mua. Con thấy đi liền giờ còn kịp nè chú. Chú ơi. Anh biết giờ anh phải lấy về nên nó mới hiểm mới được, không có nó mới hiểm sao chạy em đi. Chú chạy về chú lấy cái mới hiểm mà còn không nha. Ừ. Chú chạy về lấy mới hiểm mà coi cô còn bán không hay nghỉ. Con thấy tối quá chắc cô nghỉ đó. Giờ này còn nè, chú đừng cãi con tắm con mèo xong rồi nè. Thì không có anh chợ em chợ khác mua, đừng có lo. Gì chú? Để có nó mới hiểm đi mới được, không có nó mới hiểm anh bị tiết còi giống hả sao. Rồi. Nha. Rồi. Rồi Trinh tắm cho mèo rồi cho sạch sẽ đi nha. Trinh lại đi mua đồ cô bác gì nay Trinh đổi cái màu sáng sáng lên cho đẹp cho Trinh. Trinh bận đầu tay quá cái đầu tay giúp sao kìa, nay lên đầu tay cho bạn trai nhìn lé mắt cái coi. Trinh rửa mấy đồ bộ kiểu giống đồ em đang mặc hả? Đổi kiểu đi. Không rồi, giờ rồi Trinh nói 2 bộ đủ rồi, bây giờ mua 2 bộ không đủ giờ đi mua thêm hả? Đó, cái bộ này sáng sáng nhìn được đó Trinh. Trinh có muốn thử luôn không? Trinh đi mua đồ, Trinh mang cái ba lô vậy theo vậy á. Có chứa gì không chổng mà mang ba lô bự quá trời à. Chú này mấy màu vậy chú? Đồ này nhìn thấy trẻ trẻ nè Trinh. Đó. À, 3-4 màu vậy đó. Chị lấy 2 bộ set up luôn hả? Lấy 2 bộ set up đi chú. Tại vì này quần ôm nè chú. À. Lấy quần ôm đi chú. Trinh xin anh mua 2 bộ đồ đúng không? Dạ.
trên trên anh thấy mà mấy bộ đồ này mấy bạn nữ mà hay mặc là trên đây nè đó, trên mà mặc cái đồ này cái là bạn trai thương nhiều lắm mà. Đây đây mặc đồ này cho trẻ đi. Gì chú? Cái này bằng vải chú. Bằng vải à, trên trên thích mặc đồ vải nè hả? Rồi thơm nghi chú. Bây giờ trên mặc bộ đồ này thôi không anh, tặng cho trên bộ này nữa nè. Thôi, con quặn hai bộ thơm nghi chú. Vậy hả? Thơm nghi chú. Không dễ đi, dễ mặc ra mặc vô. Trinh thử hả? Trinh thử, Trinh phải kéo gió ra chứ. Không, nó có độ giãn chứ không được. Được không? Được, nó có độ giãn, đồ này vẫn được. Rồi, Trinh lấy hai bộ này đúng không? Dạ. Trinh có lấy mua gì nữa không? Mua nội y gì không? Bộ màu xanh đó đi chú. À, thì bộ màu xanh đó hả? Là ba bộ luôn. Không, mua lấy hai bộ màu xanh đó đi chú. À, là bộ này với đổi lại áo màu xanh đúng không? Bộ đó với bộ xanh đi chú. Ừ. Bộ xanh nó cũng đẹp hết Trinh. Bộ xanh đi chú, còn lấy màu xanh. Trinh thử vậy luôn. Cô tin của mình đã đến rồi. Cô chú sao? Có cái quần nó rộng với chú. Rồi, giờ có mặt hàng này không ạ? Trinh ngắn người quá nè. Tính toán là sao? Em định lấy bộ nào vậy? Mình xử cái quần vừa chơi nha, để về đi nó dài cái chân em á. Vừa cắt là sao? Quần vừa cắt là sao? Mua ở đây nhiều đồ mà em thử cho nó vừa đi, khỏi cắt luôn. Đó, anh thấy vậy quần này xăng lên được không Trinh? Xăng lên quần lên được không? Gần đi mua đôi giày cao gót nữa hả? Được không Trinh? Trinh dạ. Thấy dài không? Được, kéo lên được rồi. Kéo lên được hả? Mua đôi này có cần mua đôi dây dép mà nó cao gót lên 5 phân 7 phân gì không? Được rồi hả? Anh thấy nhiều cái cửa đồ, Trinh lấy cái đồ nào mà nhỏ nhỏ sai một chút, có nhiều sai mà. Hai bộ đúng không? Dạ. Này, hai bộ như tiền Trinh anh trả lại. 1.4 hả? Dạ. Cho gửi tiền. Từ 20 nữa anh, 20 nữa. Đúng. Rồi chị, yeah. Anh cho Trinh 160 nữa ha, là cõi phịch chị Huệ cho em 300 nha. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Cho Trinh có tiền Trinh xài. Dạ, cảm ơn cô chú. Dạ. Chị Huệ với cô chú gì? Dạ. Trinh có đi uống nước với anh không? Dạ, uống nước chỗ mình đi cô chú. À, đi về, chị Trinh lấy hai bộ đồ rồi hả? Dạ. Mình đi chú. Rồi hôm nay là Trinh được bao nhiêu bộ đồ rồi? Con được 4 bộ đồ. Có 4 bộ đồ thôi à? Một năm mặc có 4 bộ đồ thôi. Thì bữa là mua cho con 2 bộ. 2 bộ cũ của em nữa là 6 bộ hả? Bộ cũ con bỏ rồi. Bỏ rồi hả? Ừ. Đồ, đồ cũ bỏ. Sao bỏ vậy? Đồ cũ hả? Thì con ngồi cái đít của con. À bị mòn đít hả? Nó bị tưa. Nó bị tưa tưa cái đít. Rồi nay có 4 bộ thôi. Rồi không có anh là không có đồ mặc luôn hả? Chú. Chú ơi, con thấy ông bác. Chú có cái áo khoác nào ít tiền mấy mươi không? Đâu chú thôi đây con lại cho. Áo khoác là sao Trinh? Dạ con mua áo gió thì con khoác nó nóng quá, con mua áo khoác mỏng đó. À cái áo, cái áo sơ mi hả? Ờ cái áo này được rồi chú. 35.000 đó Trinh, Trinh lấy cái đây đó. Được không? Ờ lấy đi nè. Để anh mua cho Trinh cái áo khoác nữa đó. Dạ. 35.000 đúng không? Sợ tốn tiền hả? Nên trả ra. Đó là Trinh giữ tiền Trinh xài đi. Như Trinh bệnh đó là Trinh mua. Cho em gửi tiền áo khoác thôi. Áo khoác thì rẻ cho Trinh hả? 35.000 mà phát được. Em kiếm cái nào mà mở nít được á, nhiều khi.
À, dạ dạ cảm ơn. Lộn cô à. À cái này mặc đóng hả Trinh hả? Là muốn mặc áo này hả? Áo này vừa có chú 35 ngàn mua được chú. Trời rồi. Mưa tới một phát cái này thì em lạnh quá, chịu không nổi. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn chú. Bằng này nhé chú. Gửi cho chú. Rồi, rồi đi về nè. Có phát thì vui mừng ha. Dạ. Nếu mà nghèo nghèo mà có người ta giúp đỡ mình mừng mình vui chú. Cố gắng cũng tốt hơn trả lễ cho người ta. Mai mốt con ở bà già. Đụng rồi y giống như diện mồ côi nha. Ừ. Mình mà hổng không có một đứa mà nhờ luôn chứ từng nói như vậy. Đụng rồi. Đi về nè Trinh. Trinh về chú ơi, cảm ơn chú. Chú gì chú? Trinh hôm nay Trinh đi coi muối ông vàng sao vui không? Vui chú, thì mỗi năm có hàng năm có hai lần. Sao nãy hỏi anh muốn ông vàng cái gì là anh dắt đến cho biết đó. Không biết rồi. À vậy cho xem là biết rồi đúng không? Đó à. Hình như nửa năm có lễ hội một lần. Trinh nói về đội vậy là sao? Con nói có phải đội như vậy là sau này mình sẽ giàu không? Sau này mình sẽ là làm ăn có tiền giàu không? À, đội giống vậy, đội cái đội đó lên đầu vậy hả? Ai biết không? Mình đội vậy, mất mình làm ăn vậy. À vậy hả? Em nói em xin trúng số hả? Xin trúng số không? Xin trúng số, đây là xin trúng số rồi. Không có. Sao vậy? Có phải thì là rửa chén đi, chú đang rửa chén cho con trong khu. Phải không? Con xin rửa chén đúng không? Đúng, con rửa chén trong khu này à. À, trong rửa chén trong khu này đúng không? Ok em. Trinh có sầu tính gì không? Không. Không hả? Đúng. Cái gì? Cái chốt cho con đi. Cái chốt hả? Rồi Trinh lại kinh đốt nhang trên cầu Trinh đấy. Lòng tôi tin đã mẹ đội cầu. Trinh cầu Trinh gì đây? Chúc sáu đi, mua cái nhà luôn, khỏi xin cho chốt. Cô chạy số đi mà giờ. Bây giờ đốt cái nhang đi ra xin chạy số kìa. Con chưa có tắt. Đổ tên đúng rồi, chưa có tắt. À vậy ra trên ở giờ đó hả?